Vâng, xin chào các bác đến với chương trình ạ. Và hôm nay lô xe mới về, em mới về một chiếc địa hình mang thương hiệu rất là nổi tiếng, không còn xa lạ đối với những bác đi xe đạp lâu năm nữa rồi. Mang thương hiệu của Trek, thương hiệu Mỹ, model 3009 series Alpha. Và xe nguyên bản theo xe, linh phụ kiện là chính hãng của Bontrager, một thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Và xe còn rất là mới, trên 90%. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết của xe. Tổng thể xe có tông màu đen, ghi xanh, điểm nhấn trên khung xe. Đấy, các bạn thấy rõ đấy. Vẫn là biểu tượng thương hiệu Trek, logo hình lá chiếc khiêng. Đây các bạn nhìn thấy rõ đây, chiếc khiêng, logo thương hiệu của Mỹ, thương hiệu Trek, model 3009 series Alpha, làm từ hợp kim nhôm 6061, một kim nhôm siêu nhẹ của những dòng xe đời cao cấp. Xe tổng thể cũng rất đẹp các bác nhé, trên 99% mang thương hiệu của Trek, thương hiệu Mỹ, mẫu xe địa hình. Bên dưới khung xe thì có cái miếng lớp vải trắng của lập xích, cũng có thương hiệu của Trek, nguyên bản nó xe về nó có sẵn. Và xe có size 46, tức là size S thì hợp bác cho mình 1m6 1m7. Xe mới trên 90% nó nhá. Đây là một mẫu địa hình Trek Mỹ model 3009 mà bên em mới về. Và như các bác đã biết thì những cái dòng sản phẩm thương hiệu Trek này đi liền gắn liền với những độ linh phụ kiện thương hiệu Bontrager. Cái dòng Bontrager này thương hiệu rất nổi tiếng rồi, và bác phải lên trên mạng tham khảo thêm. Chuyên sản xuất cộng yên ghi đông xe của thương hiệu Mỹ và thường là gắn liền đối với xe dòng Trek. Đây, thương hiệu Bontrager đây, biểu tượng chữ B nguyên bản cho xe. Đây, Bontrager ghi đông của chính hãng Bontrager. Và nguyên bản theo xe cũng là tay lóng của Bontrager các nhé. Đây, xe nó hơi bị bẩn, em chưa lau chùi qua luôn. Tay lóng cao su đúc của Bontrager, tay lóng hiệu. Nguyên bản theo xe, bên tay trái em là trang bị với 8 tầng lip Shimano chính hãng. Và trước ghi đông thì có cái biểu tượng logo của Bontrager hình chữ B. Như bác đã thấy, đây là cái vết miếng mút dính của nó vào, nhưng mà em chưa thời gian lau chùi qua đâu, chứ không phải bị xước sát gì cả. Đấy, các bác phải nhìn rõ. Bên tay phải em cũng là tay lắm Bontrager chính hãng. Nguyên bản nó xe và trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Đằng trước khung xe thì có biểu tượng hình chiếc khiên của dòng thương hiệu Trek. Xe được sử dụng với giảm sóc dầu. Nguyên bản theo xe, phanh đĩa còn rất là mới. Và điều đặc biệt là những dòng xe còn rất là mới được mang còn lốp này, lốp và vành chính hãng của Bontrager. Đây có thể thấy rõ, đây là lốp nguyên bản theo xe, còn nguyên bản Bontrager, thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng, hồi bác phải lên trên mạng tham khảo thêm. Và vành cũng vậy, vành cũng là Bontrager, đi theo nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là 26x2. Xe còn rất là đẹp, trên 90%. Dòng địa hình mới về bên em đây. Các bác nào thích thương hiệu Mỹ thì không thể bỏ qua những cái dòng thương hiệu Trek này được rồi. Đằng sau cũng sử dụng với cặp lốp 26x2 chính hãng. Và nguyên bản theo xe là vành và lốp chính hãng của Bontrager. Đấy, các bạn thấy rõ. Đây, thương hiệu rất là nổi tiếng về dòng linh phụ kiện của thương hiệu Mỹ. Xe được sử dụng với củ đề Aceda Shimano chính hãng, nguyên bản theo xe. Đùi đĩa Shimano chính hãng, 3 tầng đĩa, gạt đĩa cũng của Shimano chính hãng. Đây là một mẫu địa hình Trek mới về bên em. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Vâng, xích lip còn rất là mới. Xe em tổng thể còn rất là đẹp các bác nhá. Vâng. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Lên lip ạ. Chuyển động rất là mượt mà.
8 tầng lip chính hãng của Shimano xuống lip này. Các bác có thể nhìn rõ cái vạt bên trong màu trắng này, vẫn còn nguyên bản. Thế nên là xe còn rất là ít sử dụng. Vâng, rất là mượt. 3 tầng đĩa xuống đĩa, rồi lên đĩa. Và hầu như hoạt động của xe không lỗi chi tiết nào cả. Xe còn về còn nguyên bản theo xe, dòng check tất cả các linh phụ kiện theo xe là đều của thương hiệu Mỹ hết. Dòng thương hiệu Bontrager, các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái hãng Bontrager linh phụ kiện của thương hiệu Mỹ này. Và xe có giá rất tốt bên em là chỉ có 6,5 triệu. Các bác có sở hữu một chiếc xe địa hình thương hiệu Mỹ Bontrager check 3009 series, có giá rất tốt bên em là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp và nhấn đăng ký theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.